nếu muốn Phật Pháp hưng Chỉ tăng tán, thán tăng Một bức thư của cô gái mù Gửi đến Pháp Sư Tịnh Không Trương Minh Kính chào Pháp Sư Tịnh Không Con là một cô gái mù Khi sanh ra được hai tháng Bị chúng độc tính, rối loạn tiêu hóa Dẫn đến sốt cao Cuối cùng gây ra mù cả hai mắt Lúc đó là thời kỳ văn cách bác sĩ giỏi giang đều bị đánh đổ. Mắt con tràn ngập một màu đen. Biết được mấy đứa trẻ trong xóm đều đi học, chơi đùa vui vẻ. Nhưng con lại không hào hứng nói cười. Có đứa ăn hiếp con, có đứa cũng muốn chơi với con. Thế là con nói với ba mẹ, con muốn đi học. Lúc đó con 6 tuổi. Khó khăn lắm mới đến được trường mù ở vùng khác. Vừa học xong lớp 2, do trường học biết con tin Phật nên đuổi con đi. Thầy nói: "Con là học sinh tiểu học không được mê tín." Lúc đó tuy rằng con chỉ 8 tuổi, không biết gì cả, nhưng con tin Phật là giáo dục trí tuệ cao độ nhất đối với mọi người. Tuy rằng người niệm Phật thắp nhang rất nhiều, nhưng người thật sự nhận thức và hiểu được Phật giáo lại không nhiều. Pháp sư Tịnh Không, nếu như ngày nay ngài không đến tuyên giảng rộng rãi cho mọi người, vậy thì tất cả chúng sanh đều không thể biết được. Xin Ngài đừng giận, không phải con tân bốc Ngài đâu. Ngài xem, bây giờ có ai bước vào pháp môn tịnh độ chứ? Mùng một Tết con nghe Tây Du Ký, nghe xong thì vô cùng thích Phật Bồ Tát. Ngài xem, các vị đó đều rất từ bi, khởi tâm động niệm đều vì tất cả chúng sanh. Một chút ý nghĩ tư lợi cũng không có, con rất muốn học Phật, nhưng mà xung quanh không có ai học Phật, ngay cả tổ tiên của con cũng không có một người học Phật. Cha mẹ của con, anh trai cũng không tin Phật. Năm 1997, người khác giới thiệu con biết được pháp môn Tịnh độ. Con đã 24 tuổi rồi, khi mới nghe được, con tin cõi nước cực lạc nhất định là có. Từ xưa đến nay, người đứng, ngồi, nằm vãng xanh nhiều như vậy rồi. Kinh điển tuyệt đối không gạt người. Con liền chuyên tụng, vô lượng thọ kinh, chuyên niệm Phật hiệu. Ngoài ra không phải không tốt. Tám vạn bốn ngàn pháp môn đều là bình đẳng. Bởi vì vô lượng thọ kinh viên mãn, đồng thời lại thẳng một đường thành Phật. Tất cả việc, tai nạn trên thế gian và tất cả chúng sanh chỉ khi mọi người đều vãng sanh thành Phật mới có thể giải quyết viên mãn. Mọi người đều không muốn chịu khổ, muốn trường thọ và thích cái đẹp, gia đình mãi đoàn tụ nhưng không tránh khỏi đau khổ của sanh tử, không vãng sanh thành Phật thì vốn dĩ là không thể làm được đâu. Con kỳ vọng vô lượng chúng sanh đều có thể vãng sanh thành Phật. Ôi, không có lục đạo thì tốt biết mấy con nghe khai thị và giảng giải vô lượng thọ kinh của ngài. Trong nhà cũng đã thờ Tây Phương Tam Thánh. Tuy rằng con không nhìn thấy gì cả, nhưng con phải y giáo phụng hành, trên cúng chư Phật, dưới hóa chúng sanh. Con không thể đến khắp nơi để kết pháp duyên thì chân thành niệm Phật, đem công đức hồi hướng cho vô lượng chúng sanh, hoặc tùy hỷ công đức tận sức của bản thân đem công đức của di đà giới thiệu với mọi người nếu như tuyên truyền quảng cáo giống người đời vậy thông qua truyền hình tv báo chí để hoàng dương pháp môn tịnh độ tất nhiên càng tốt hơn tặng băng đĩa và kinh sách chỉ là thời đại hiện nay làm mạt pháp thiện ít ác nhiều vì vậy khó làm nhưng con cảm thấy chỉ có để pháp môn tịnh độ vào xã hội nhận được sự chấp thuận chân chánh của mọi người. Như vậy thì khắp nơi đều tràn đầy ánh sáng. Phật giáo thật sự là quá tốt rồi. Có lúc con bố thí kinh sách và giảng giải vô lượng thọ kinh cho người quen biết. Có lúc đoàn niệm Phật phải ra ngoài rộng kết pháp duyên. Các sư huynh dắt con theo. Ba mẹ cũng có cho ít tiền. Con cũng có thể âm thầm giúp mọi người nhưng chậm hơn chút so với người sáng mắt. Con nghe rất nhiều, rất nhiều băng của ngài, cũng ngộ được một chút. Những tính khí xấu, phiền não, vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, tà khí, tham sân si mạn nghi, vân vân của con từ trước, không buông xuống được, cũng có thể dùng Phật giáo dần dần áp chế được. Thị phi nhân ngã con cũng giảm dần rồi. Con học Phật nhiều năm rồi, con cũng công phu sáng tối, vô lượng thọ kinh con cũng thuộc lòng rồi, nhưng tuyệt đối không phải cố ý học thuộc. Con cảm thấy hoàn toàn khác với sách thế gian, khi đọc lông dựng đứng cả lên. Khi con nghe kinh, tụng kinh, niệm Phật, tự nhiên nước mắt cứ chảy. Con biết quá khứ không nên tạo những nghiệp này, những gì kiếp này chịu nhận là quả báo. Nhìn thấy tất cả chúng sanh khổ, cũng muốn khóc. Con càng niệm, càng cảm giác tương ưng với công đức bổn nguyện của Di Đà. Con bệnh rồi, bây giờ không cần uống thuốc, trích thuốc, niệm Phật thì có thể khỏe lại. Con không cầu gì cả, nhưng khi con nghe được Phật Pháp thì nghĩ nhất định phải cầu sanh cực lạc. Con trông chờ Di Đà sớm ngày rước con, nhưng tuổi con còn nhỏ. Nếu như sau này thành Phật rồi, nhất định phải độ vô lượng chúng sanh là trợ thủ tốt của Di Đà, con vô cùng thích nghe ngài giảng kinh, ngài nói câu nào cũng là thật, còn rất tin vào trí tuệ và thần lực chân thật của Phật. Buổi sáng năm 1998, đôi mắt của con đột nhiên nhìn thấy được một chút ánh sáng. Tuy rằng vẫn chưa nhìn rõ được tướng mạo mập ốm, nhưng con có thể nhìn thấy khái quát điều này cũng khiến con rất vui rồi tất cả việc này đều là a di đà phật cứu con bức thư này là chính tay con viết con viết bức thư này là muốn kết thiện duyên với ngài đồng thời cũng kết thiện duyên với vô lượng chúng sanh được rồi không vọng tưởng nữa sau này chúng ta gặp lại ở thế giới cực lạc đệ tử trương minh chúc pháp sư tịnh không và vô lượng chúng sanh vô lượng thọ sớm ngày thành phật a di đà phật ngày hai mươi sáu tháng 11 một năm một nghìn chín trăm chín mươi tám kính trình đảnh lễ kính chào lão pháp sư tịnh không sen hồng trần bloxina từng đi qua đô thị phồn hoa lóng lánh hoặc ở nơi thôn dã đơn giản chất pháp. Pháp sư Tịnh không, một vị trí giả ngoài tuổi 80, chỉ nhớ noi theo mở lớp dạy học của cổ thánh tiên hiền. Phật đà thánh chiết, kêu gọi hàng tỷ lòng người, nhận biết nội hàm chân thật của sinh mạng. 50 năm, quanh năm suốt tháng không mệt mỏi. Từ tình thương người cha vừa chào đón đứa con nhỏ, cho đến từ bi bác ái của chư Phật thần thánh tấm lòng bình đẳng rộng lớn của Ngài dẫn dắt mọi người nêu cao tánh linh. Từ thái độ xử thế cẩn thận tỉ mỉ cho đến hiểu biết vũ trụ vạn vật vô cùng. Ngài có trí tuệ thánh minh nhìn xa trông rộng, kích phát mở rộng tư duy của mọi người. Từ đệ tử quy dạy trẻ thơ dại cho đến cảnh giới hoa nghiêm, cứu cánh viên mãn. Ngài dạy học sâu sắc, dễ hiểu, gợi mở đời sống phong phú của mọi người. Từ ý niệm tâm thức trong một phần triệu ức cho đến sông dài luân hồi chảy xiết không ngừng. Ngài ví dụ khéo léo sinh động, chấn động mọi người buông bỏ giới hạn. Không có bất kỳ bối cảnh hiền hách nào, trong tay không một tờ văn bằng học lịch. Pháp sư Tịnh Không, vị trưởng giả một mình vượt qua năm châu lớn chỉ nghĩ đến thực hiện cuộc sống thành kính thánh chiết của Phật Đà, đoàn kết đa nguyên tôn giáo, tuyên dương giáo huấn thiêng liêng chân thật, thế giới một nhà bình đẳng, đối đãi chung sống hòa thuận. Học không biết chán, dạy không biết mệt, luôn vạch ra chân tướng của sinh mạng, vũ trụ, người đời là giảng kinh thuyết pháp không gián đoạn của Ngài. Từ bi vi bổn, phương tiện vi môn luôn quan tâm đến hạnh phúc hài hòa an lạc của người đời là tấm lòng bác ái nhớ nghĩ chúng sanh của ngài học vi nhân sư hành vi thế phạm luôn khuyến khích người đời tích cực phấn chấn hiếu thiện là thân hành ngôn giáo vô tư vô ngã của lão pháp sư noi theo cổ thánh tiên hiền quay về tự tánh luôn nhắc nhở người đời nghiêm túc, nhận thức chân thật, tự ngã, là phong thái tinh lực dồi dào thành kính khiêm hòa của lão Pháp Sư. Pháp Sư tỉnh không, sinh vào thời dân sơ loạn lạc, cả đời dốc sức hoàng dương giáo dục thánh hiền của Phật Đà. Tuy chỉ tốt nghiệp trung học sơ cấp, dựa vào sự nhiệt tình, chân thành hiếu học, tôn sư trọng đạo, lần lượt theo học giáo sư đại chiết, phương Đông Mỹ, Hoạt Phật Tạng Truyền, Đại sư Trương Gia và Nho Gia Thầy Lý Bình Nam, 13 năm. Cần cù chăm chỉ, nhận được sự yêu mến của Bậc Thầy. Thời niên thiếu phản cảm rất sâu đối với tôn giáo, đặc biệt là Phật giáo. Thông qua sự giới thiệu của giáo sư Phương, Phật là đại triết, là thánh triết, Phật giáo là đỉnh cao nhất của triết học thế giới học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của đời người. Bắt đầu buông xuống thành kiến, đọc kinh Phật. Thời gian đã lâu, càng cảm pháp vị nồng hậu. Sau này thân cận với Đại sư Trương Gia, từ nhận thức Thích Ca Mâu Ni Phật, nỗ lực thực hiện khai thị, nhìn thấu buông xả, đặt cơ sở học Phật chân thật, thường nhớ đến giáo huấn động viên, trí thành cảm thông của Thầy Lý Bình Nam. Ngài Hoàng Tông diễn giáo 50 năm không gián đoạn, nhiếp trọn vạn pháp hồi quy tịnh độ, tuyệt đối không nghi. Sau khi Pháp Sư xuất ra, trong thời khắc cảnh ngộ khó khăn nhất, may mắn nhờ tính chúng cư sĩ Hàn Anh đứng ra gánh vác trách nhiệm, hộ trì tất cả, ở nhờ cao phủ, trải qua 17 năm dưới sự vất vả cần cù bôn ba xoay sở của cư sĩ Hàn Anh, thành tựu kinh nghiệm giảng kinh thuyết Pháp 30 năm của Pháp Sư, viên mãn nhu hòa nhẫn nhục định tuệ sâu độ của Pháp Sư. Ngày nay, khi ta cung kính chiêm ngưỡng lão Pháp Sư, xung quanh sự tán thán ủng hộ của vô số đại chúng hoặc thông qua Internet, vệ tinh, băng đĩa, ngâm thấm sự thiện xảo hoạt bát của lão Pháp Sư, trong khai thị thâm nhập vào lòng người, không ngại thể hội tỉ mỉ chân thật từ bi của vị trưởng giả, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, không vì bản thân cầu an lạc. Đó là sự từ bi vô tận của chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, tránh giác, trải qua trăm điều vẫn kiên định, nhiều lần gặp phải phỉ báng bôi nhọ cũng không lui chính là sự tử bi chân thật vô tận này. Thành tựu được trí tuệ biện tài viên dung vô ngại của Lão Pháp Sư. Chính là nghị lực tử bi kiên trì bền bỉ này làm cho Lão Pháp Sư trải qua vạn khổ. Cuối cùng bước đi nhanh nhẹn khỏe mạnh, không từ bôn ba cực khổ vì thế giới hài hòa. Cũng chính là tấm lòng tử bi vô tư vô ngã này làm cho lão pháp sư nhiều lần gặp phải phỉ báng bôi nhỏ, vẫn nhìn xa trông rộng, không ngại khẩn thiết khuyên bảo chúng sanh phá mê khai ngộ. Pháp sư học cao hiểu rộng, đại thánh đạo nho Phật, thông tông thông giáo, viên thuyết vô ngại, nghiên cứu kiến thức khoa học xã hội kỹ thuật rộng rãi, khéo áp dụng tinh hoa của giáo dục văn hóa các tôn giáo. Tâm lượng của Ngài rộng lớn, nhìn xa trông rộng, đặc biệt là tấm lòng cả đời dù cho không ai biết đến cũng không hối hận. Thật sự không phải thế hệ nông cạn như mạt học có thể tham cứu được một phần nhỏ nhất. Nay chỉ từ trong nhận thức có hạn, đem khái niệm quan trọng mà bình thường ngài giảng dạy, quy kết để nói đơn giản sơ lược. Tuy rằng không tránh khỏi kiến thức nông cạn, thiền cận, vẫn nguyện tung ngọc nhữ thạch, thử nghiệm từ góc độ tương đối toàn diện, hướng về một vị tuổi tác vượt qua thế kỷ, tâm lượng vượt qua tôn giáo, trí tuệ vượt qua sự học tập của trường giả từ xưa đến nay. Càng quan trọng hơn là hy vọng ngôn hành thân giáo của vị trường giả này cho chúng ta mở rộng tầm mắt, có nhận thức chính xác về giáo dục trí tuệ thánh hiền, lý giải sâu sắc, tiến tới noi theo mà thực tiễn, cùng sử dụng chân, thiện, mỹ, tuệ sẵn có của đời người. Kính đảnh lễ chào Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, a di đà Phật. Nhiều sự cảm ơn hơn. Những cảm ngôn dưới đây đến từ luận đàm duyên địa tạng, luận đàm giới tà dâm, mạng Phật học, vân vân. Cả đời tôi ở thế gian vốn ngu dốt, thống khách ngang ngược, không tự lượng sức. Tình cờ gặp gỡ Pháp Sư tịnh không của nhân gian, nhìn thấu buông xả phá mê thành. Nguyện ân sư đáng kính của con, lão Pháp Sư thượng tịnh hạ không, thường trú tại nhân gian, tránh Pháp mãi chủ thế. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật C. G. Y. 813. Lão Pháp Sư, tránh chi, tránh kiến, tránh hạnh, là mô phạm và tấm gương tốt về đối người, sự việc, tiếp vật cho chúng ta thấy. Cần phải tôn kính Ngài, nghe Lão Pháp Sư khai thị và giảng kinh nhiều. Đối với việc tu học và làm người của chúng ta có giúp đỡ rất nhiều. Lý Vũ Khôn, Đệ tử khẩn thỉnh lão pháp sư có thể trụ thế lâu dài, chỉ dạy người đời phàm phu hành Bồ Tát đạo A Di Đà Phật. Đệ tử tưởng luật ba lạy rồi lại ba lạy. Sửa lỗi từ đây. Ngày mùng 4 tháng 8 năm 2007 là một ngày đặc biệt, trên thế giới lại có thêm một người ăn chay bảo vệ động vật. Trong nhân duyên trùng hợp, khi tôi xem Liễu phàm Tứ huấn của pháp sư Tịnh Không chú giải, thì tôi vô cùng hoan hỷ đến mức chép lại một bản nên nói như vậy. Pháp sư Tịnh Không là thầy nhập môn để tôi bước vào Phật pháp. Tiếp theo đó càng hiểu rõ sâu sắc hơn về Phật học, cảm thấy bản thân càng ngày càng nhiệt tình, càng ngày càng hoan hỷ đối với Phật học. Mỗi khi rảnh rỗi, thích du lịch đến thánh địa Phật giáo và lễ bái, thích theo dấu chân của Phật Đà thích sự trong sạch đàn hương thấm và nội tâm thích ở nơi yên tĩnh nhắm mắt suy nghĩ luôn có duyên nhìn thấy các sư huynh đàm luận vấn đề có liên quan đến ăn uống trên diễn đàn mạng có xúc động nhưng do tâm tham của bản thân nên luôn trốn tránh dù rằng mấy năm trước cũng đã có ăn chay bình thường ăn tam tịnh nhục nhưng cũng chỉ là đến ngày thì ăn trên hình thức có lúc ở đơn vị khi mời khách liền đổi ngày ăn chay, thật là hổ thẹn. Ngày mùng 4 tháng 8, đúng lúc xem được pháp sư Tịnh Không đang giảng về sự nguy hại của ăn thịt trên mạng, rất sợ lại rất đau lòng, sợ có quả báo, đau lòng là những chúng sanh khổ nạn đau khổ như vậy, sao tôi còn nỡ có tâm tiếp tục ăn thi thể của chúng, cho dù tôi không sát sanh nhưng ăn thân xác của chúng cũng rất tàn khốc. Trong lòng thật sự cảm thấy rất khó chịu. Pháp Sư Tịnh Không nói không sai chút nào. Phải tin nhân quả, đoạn ác tu thiện, thông cảm cho cái khổ của chúng sanh. Ở đây tôi phải sám hối. Rất may mắn, bản thân còn chút thiện căn. Rất cảm ơn Lão Pháp Sư Tịnh Không để tôi bước vào thế giới của Phật Pháp. Cảm ơn Phật Đà cho đời này may mắn gặp được Ngài. Để con bước vào ý cảnh tĩnh mịch hỷ duyệt. Cảm ơn các sư huynh để tôi có thể bước thêm một bậc trên con đường học Phật tu hành. Cảm ơn Tam Bảo, con sẽ luôn tìm kiếm dấu chân của Phật Đà mà bước tiếp. Ăn chay vạn tuế. Tâm như nước trong. Tôi rất thích Lão Pháp Sư Tịnh Không. Vừa nhìn thấy Pháp Tướng của Ngài thì tôi sanh tâm hoan hỷ. Càng không cần nói đến sẽ thật sự được gặp gỡ Lão Pháp Sư. Tôi nghĩ tôi nhất định sẽ không kiếm chế được mà quỳ xuống. Cả đời này có lẽ người tôi kính phục nhất, quý trọng nhất chính là lão Pháp Sư tịnh không rồi. Lúc đó khi xem bài văn, nhìn thấy ngài không có đạo tràng mà đến nhà của cư sĩ ở. Khi người khác đồn đại vô căn cứ, tôi đã khóc một cách hỗn loạn. Đảnh lễ lão Pháp Sư tịnh không, đảnh lễ lão Pháp Sư tịnh không, đảnh lễ lão pháp sư tịnh không ngô tường dưới sự tiếp dẫn tôi bước vào cửa phật của lão pháp sư tịnh không khi giảng vô lượng thọ kinh đến nay đã sáu năm sự cảm ơn trong lòng không thể dùng ngôn ngữ để biểu đạt ân sư ơi đệ tử nhận được pháp ích sâu sắc của ngài cho đến nay nhưng lại không biết biểu đạt sự cảm ơn của con đối với ngài thế nào mỗi khi nghĩ đến đây, đều không cầm lòng được nước mắt đầm đìa. Nhớ có một lần con nằm mơ thấy lão Pháp Sư, con vô cùng kích động, kích động đến mức tỉnh dậy. Khi vừa tỉnh giấc, tôi vẫn ngửi thấy mùi hương siêu xuất thế gian, bao phủ trong không khí khi nằm mơ gặp được lão Pháp Sư. Còn khát khao được gặp ân sư một lần, tận tai lắng nghe giáo huấn của ân sư. Ok, 1077 Đúng vậy. Lão Pháp Sư Hoàng Pháp lợi sanh hơn 50 năm, độ hóa rất nhiều người hữu duyên, những người chân thật được lợi ích nhiều vô số kể. Lão Pháp Sư càng tự mình thể nghiệm, thị hiện lợi ích của học Phật cho chúng sanh. Mọi người chúng ta đều tới cầu nguyện Lão Hòa Thượng, Thượng Tịnh, Hạ Không có thể trụ thế dài lâu, rộng độ hữu tình, khiến cho càng nhiều chúng sanh phá mê khai ngộ nam mô a di đà phật thủy thủy mỗi khi nhìn thấy lão pháp sư tịnh không lão pháp sư không tiếc công sức chỉ dạy tận tình khuyên bảo toàn thân chính khí hào hùng không nhịn được quỳ xuống nước mắt đầm đìa lão pháp sư nhất định phải khỏe mạnh trụ thế lâu dài đừng rời khỏi chúng con chúng con phải ngoan ngoãn nghe lời của ngài chăm chỉ học tập giống như đóa hoa. Tôi tỉnh ngộ tin Phật là nhờ Pháp Sư Tịnh Không nhận lời mời trong phim Công Ích Kỷ Lục, Hài Hòa Cứu Vãn Nguy Cơ. Cảm tạ Pháp Sư Tịnh Không, để đời này con may mắn nghe được Phật Pháp. Pháp Sư Tịnh Không là người cả đời này đáng để con biết đến. Cảm kích rơi nước mắt. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Tiểu Bồ Đề 666 Đảnh lễ Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Các vị sư huynh không có nhiều thời gian, có thể mua MP3 tải kinh Lão Pháp Sư Giảng về. Để trong MP3, như vậy mọi lúc đều có thể nghe Lão Pháp Sư Giảng kinh rồi. Tôi là loại người ba ngày không nghe kinh, phiền não tuyệt đối khởi hiện hành. Nhưng chỉ cần nghe Lão Pháp Sư Giảng kinh, thì tôi có thể tâm khai ý giải. Cảm ơn Lão Pháp Sư từ bi độ con phá mê khai ngộ. Và lại Lão Pháp Sư cũng có giảng, nghe hoa nghiêm kinh và một câu Phật hiệu, vãng sanh cũng tuyệt đối không có vấn đề. Linh dưới đây có thể tải bài giảng kinh MP3 của Lão Pháp Sư. http www amtb NGANG aus.org link Tịnh tông học viện úc châu http www home gạch ngang net com tv phát sóng trực tiếp pháp sư tịnh không giảng kinh vũ trụ vi trần tôi cũng từng mơ thấy pháp sư sau khi tôi xem đĩa của pháp sư mới bước vào cửa phật do đó vô cùng tôn trọng lão pháp sư nhớ lúc nằm mơ tôi tìm pháp sư ký tên lúc đó lão pháp sư vẽ một vòng tròn trên tên của tôi vỗ đầu tôi cười và nói trước tiên con đến chỗ ta làm một nghĩa công đi giấc mơ này khởi tác dụng rất lớn đối với việc học phật bởi vì là lần thứ nhất xem vô lượng thọ kinh sau khi tỉnh dậy vô cùng hoan hỷ, ba mẹ tôi đều học vô lượng thọ. Hiện nay tôi cũng đang xem pháp sư giảng địa tạng kinh, cũng học được rất nhiều đạo lý làm người. Mỗi một ngày đều phản tỉnh, sám hối quá khứ của bản thân. Cầu nguyện lão pháp sư có thể trụ thế lâu dài, cần truyền pháp luân, độ hóa nhiều người hữu duyên hơn. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hui, hui. A Di Đà Phật. Đảnh lễ chư vị thiện tri thức. Hậu học học Phật đến nay đã 5 năm, năm rồi. Năm thứ nhất học Phật cũng là học thiền, học mật trên mạng, không có tiến bộ gì lớn. Có thể nói không biết tí gì về Phật Pháp, nhiều hơn là mê tín. Sau này có một cơ hội ngẫu nhiên nghe Lão Pháp Sư giảng giải nhận thức Phật giáo, sự chấn động của nội tâm vô cùng lớn. Không ngờ sự giảng giải của Phật Pháp chính là chân tướng của vũ trụ nhân sinh, cũng chính là bản thân đời đời kiếp kiếp đang chạy theo thứ mà mình chưa hiểu rõ. Kích khởi tâm hiếu kỳ của tôi cực lớn. Từ đó, liền nhận định Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không là thân giáo sư duy nhất để bản thân y chỉ, Mỗi ngày kiên trì nghe kinh ít nhất 3 tiếng đồng hồ, 4 năm như một ngày. Tôi từng nghe vô lượng thọ kinh, địa tạng kinh, tâm kinh, đệ tử quy, cảm ứng thiên, thập thiện nghiệp đảo kinh, tu hoa nghiêm áo chỉ vọng tận hoàn nguyên quán. Rất nhiều giảng tọa kinh điển đều nghe năm sáu lần như hoàn nguyên quán. Thật sự là vô thượng diệu pháp của Lão Pháp Sư lưu lộ ra từ tánh đức. Hoàn toàn là chân tướng sự thật. Thật là nói ra hết. Bản thân mỗi ngày nghe một lần, đều có chỗ ngộ mới. Hơn hai năm gần đây, luôn đồng bộ Internet nghe hoa nghiêm kinh. Lão Pháp Sư giảng dạy. Đây là thế tôn khai thị chân tướng của nhất chân Pháp giới trong định khi mới thành đạo. Nghe được càng như uống cam lồ, pháp hỷ sung mãn, càng kiên định tín tâm của bản thân cầu sanh thế giới cực lạc, đồng thời giúp đỡ chúng ta thật sự nhìn thấu buông xả trong cuộc sống. Y theo đó mà tu hành, người căn tánh lanh lợi, kiến tánh thành Phật cũng trong một niệm. Nghiêm túc tu hành niệm Phật cầu sanh, cần phải thượng bối vãng sanh. Chúng ta phải nỗ lực y giáo phụng hành mới không phụ ân cha mẹ dưỡng dục, ân sư trưởng chỉ dạy, còn có sự tu hành nhiều đời, nhiều kiếp của bản thân nữa. ZMDAO 168. Mỗi ngày lão pháp sư giảng kinh 4 tiếng đồng hồ, hơn 50 năm như một ngày, chưa từng gián đoạn. Đây là đức năng từ bi biết bao huống hồ trí tuệ lại như biển. Nếu như quý vị có thể nhẫn nại nghe hết một bộ kinh của Lão Pháp Sư, hoặc là mười cái đĩa, nếu quý vị không bội phục, không tán thán, vậy chỉ có thể nói quý vị không có phước báo rồi. Có thể có duyên kết giao với Lão Pháp Sư Tịnh Không thật sự là phước đức ba đời. Đồng thoại Lúc ban đầu học Phật, giảng ký của lão pháp sư để trước mặt cũng không chịu xem. Trong thời gian dài cầu thỉnh Phật Bồ Tát chỉ điểm minh sư cho con, gặp được vô lượng thọ kinh, giảng ký của lão pháp sư giảng giải, liền sanh tâm hoan hỷ, mới biết lão pháp sư mới là minh sư mà con phải tìm. May mắn là con có lòng tin với Phật Bồ Tát, cầu nguyện thời gian dài, nếu như không gặp được vô lượng thọ kinh giảng ký của lão pháp sư có thể cả đời này cũng bỏ lỡ minh sư để y chỉ trí mà mặt học nhận khai thị từ hài hòa cứu vãn nguy cơ mới bắt đầu tin phật trí thành đảnh lễ lão pháp sư tịnh không phi tưởng phi phi tưởng đảnh lễ pháp sư tịnh không nguyện lão pháp sư trụ lâu ở thế gian Đại ân sư, đạo sư nhập môn, đại đức thiện tri thức mà con đi theo suốt đời. Cầu sanh tịnh độ. Sau khi xem VCD, lão pháp sư Tịnh Không giảng giải, thái thượng cảm ứng thiên. Tôi như mới tỉnh mộng, như chút được gánh nặng. Lão pháp sư là ân sư chỉ dẫn tôi tin Phật. Giới trừ tham sân si mấy năm trước mạt học có chung một suy nghĩ với sư huynh hai ba năm trước bắt đầu biết lão pháp sư từ hài hòa cứu vãn nguy cơ cảm thấy sư phụ thượng nhân thật sự là vị lão nhân có trí tuệ sau khi tìm được những lời lẽ bất kính đối với sư phụ thượng nhân trên mạng cũng khởi tâm dao động thậm chí có ý bài xích giảng kinh khai thị của sư phụ khi đó mạt học mới vào cửa phật còn chưa chọn tịnh độ là pháp môn tu tập cả đời, càng không phải nói đến y chỉ lão pháp sư. Xem luận đàm duyên địa tạng nhiều một chút, nhanh chóng tỉnh ngộ tâm bất kính ngày xưa đối với lão pháp sư biết bao ngu si ngạo mạn và thái độ vô lễ biết bao đối với mật tông. Tiếp đó, mặt học bắt đầu tu tịnh độ, tràn đầy sự sùng kính lão pháp sư và thường xem khai thị của lão pháp sư trên mạng bản văn tự ban đầu cũng cảm thấy không thể tin hoặc không cho quan điểm của sư phụ thượng nhân là đúng thái độ này duy trì rất dài cho đến khi biết được cư sĩ lưu tố vân và cư sĩ hồ tiểu lâm hai vị cư sĩ như một tấm gương mỗi lần nghe báo cáo của họ mặt học rất được sự khích lệ cũng sanh tâm hổ thẹn Cư sĩ Lưu Tố Vân khiến cho mặt học nhận thức được thế nào gọi là lão thật. Nghe lời sư phụ, mà mặt học có một số bối cảnh tương tự với cư sĩ Hồ Tiểu Lâm. Ví dụ như du học ở nước ngoài, cần phải kiên cố sự nghiệp, gia đình và tu hành, không thể niệm Phật 24 tiếng đồng hồ như cư sĩ Lưu. Vì vậy, báo cáo của cư sĩ Hồ khiến cho mặt học rất được thọ dụng làm cho mặt học có thể theo phương pháp tu của cư sĩ Hồ đưa ra. Cơ duyên xảo hợp Gần đây cuối cùng mặt học bắt đầu có thời gian có thể nghe lão Pháp Sư giảng kinh thời gian dài. Càng nghe càng bội phục và sùng kính ân sư. Hiện tại, mặt học nhận thức được Trước đây không thể hoàn toàn chấp nhận quan điểm của Lão Pháp Sư là bởi vì ngã chấp ngã mạn quấy phá ân sư từ bi mỗi ngày tận tình giảng dạy khuyên bảo bốn tiếng đồng hồ chưa từng gián đoạn chúng ta là học sinh phải nghiêm túc nghe nghe nhiều kinh rồi tín tâm tự nhiên tăng thêm a di đà phật lão lão thật thật niệm phật pháp sư tịnh không ở đây là phước báu của người hiện đại chúng con con khẩn tỉnh lão pháp sư thường trụ thế gian đừng rời khỏi chúng con. Chúng con cần có Ngài, cần có Ngài. Con xem một quyển sách của Ngài nên tin Phật rồi. Bây giờ chuyên tu tịnh độ, con thật tâm khẩn cầu Ngài thường trụ thế gian. Bởi vì chúng sanh mạt Pháp, chúng con quá tội nghiệp. Ẩn vu Thị Ngẫu nhiên trên mạng tìm thấy hình ảnh của Pháp Sư vừa nhìn qua thì bị pháp sư thu hút rồi ngài có sức hút nói không thành lời so với bất kỳ một minh tinh nào pháp sư trí tuệ hài hước không ai sánh bằng tóm lại bây giờ con không xem phim hàn nữa chỉ thích nghe pháp sư giảng kinh siel mian furong bắt đầu từ chính mình khẩn thỉnh lão pháp sư tịnh không trụ thế lâu dài luôn chuyển pháp luân khẩn thỉnh lão pháp sư pháp thể an khang cát tường như ý xin lỗi vô cùng sám hối với chư phật bồ tát với lão pháp sư vì từng nghi ngờ ngài xin lỗi lão pháp sư khấu đầu với ngài nam mô a di đà phật cát mã thiện tuyết Đảnh lễ Đại Ân Đạo Sư Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, kỳ nguyện Lão Pháp Sư chủ thế lâu dài hoàng dương chánh pháp giáo hóa tất cả chúng sanh hữu duyên thẳng đến bồ đề a di đà phật a di đà phật a di đà phật phật tử tiểu học lão hòa thượng tịnh không là đại thiện tri thức hiếm có nhất thời nay học phật năm mươi chín năm giảng kinh dạy học năm mươi hai năm rồi không có một ngày sống uổng từ bi hỷ xả hoàng hộ chánh pháp độ chúng vô lượng. Đảnh lễ Lão Hòa Thượng, Thượng Tịnh Hạ Không, A-di-đà Phật. Dòng thác nước trong. Khấn thỉnh Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, trụ thế lâu dài, hoàng pháp lợi sanh. Từ nay về sau, mặt học hồi hướng tất cả công đức phóng sanh, trợ giúp ấn tống, niệm Phật, tụng kinh cho Lão Pháp Sư. tự tịnh chư pháp bổn tịnh không vạn hữu tại kỳ trung đảo phá giới hạn địa vô nhất bất viên dung khám phá phóng đắc hạ bình đẳng tâm vô tranh từ bi vô sân khỏe tựa xuân băng tiêu dung tùy duyên đại tự tại dụng tâm dĩ chân thành thời thời sanh hoan hỷ Phiền não tức thành không, nhất cú di Đà Phật, vạn pháp tại kỳ trung, nhất tâm quy tịnh độ, nhất thông nhất thiết thông. Tạm dịch: Các pháp vốn tịnh không, vạn vật ở trong đó, phá bỏ đi giới hạn, không gì chẳng viên dung, nhìn thấu buông xuống được, tâm bình đẳng không tranh. Từ bi không sân hận, tựa băng tan mùa xuân, tùy duyên đại tự tại, dụng tâm phải chân thành, thời thời sanh hoan hỷ, phiền não tức hóa không. Một câu Di Đà Phật, vạn pháp đều trong đó. Một lòng quy tịnh độ, một thông tất cả thông. A Di Đà Phật có duyên tu học pháp môn tịnh độ giống như nhìn thấy hoặc đi trên đường cao tốc có thể nhanh chóng thẳng đi đến mục tiêu rồi từ khi tôi học phật đến nay được lợi ích hoàn toàn đều là nhờ lão pháp sư giảng kinh thuyết pháp cảm ơn lão pháp sư tịnh không từ bi gia trì tĩnh minh thế giới này không thể không có lão pháp sư nghe pháp tu hành Cảm ơn Pháp Sư Tịnh Không, đảnh lễ Pháp Sư Tịnh Không. Nếu như không nghe giáo huấn của Lão Pháp Sư, mạt học vẫn ngu si, mỗi ngày làm việc của ba đường ác, kết quả không thể lường được. A-di-đà Phật, đệ tử hiện nay đọc vô lượng thọ kinh, niệm Phật, cảm thấy phiền não ít hơn trước. Những điều này phải cảm ơn sự giáo huấn không ngại khó nhọc của Lão Pháp Sư. Lão Pháp Sư còn dạy chúng con học Phật phải có sư thừa, phải một môn thâm nhập trường kỳ huân tu. Không giả. Hiểu rõ một người, chớ theo bừa, nghe lời họ nói, xem những gì họ làm. Hậu học nghe giảng tọa kinh Phật của Lão Pháp Sư trên mạng đã 5 năm rồi. Ngài giảng toàn là Phật Pháp nguyên chất, nguyên vị của Thế Tôn lão Pháp Sư không thêm một chữ trên kinh điển khi giảng kinh. Vô thượng diệu âm, thọ dụng vô hạn, Pháp hỷ sung mãn. A-di-đà Phật Dòng thác nước trong Khẩn cầu lão Pháp Sư tịnh không Pháp thể an khang, trụ thế lâu dài. Đệ tử thống thiết sám hối sự hiểu lầm và phỉ báng trước đây đối với lão Pháp Sư. Không nói chuyện cảm ơn đảnh lễ lão Pháp Sư tịnh không. Nếu như không xem ngài giảng kinh, e rằng phải đi nhiều con đường oan uổng rồi. Tấm lòng Bồ Tát Có Pháp Sư tịnh không trụ thế là phúc phần của chúng ta, khiến chúng sanh phiêu bạt, lưu lạc trong biển khổ sanh tử ở đời mạt Pháp có cơ hội nghe được Phật Pháp, được giải thoát, được đại an lạc ân đức của Pháp Sư Tịnh Không chân thành, không cầu lợi mà Hoàng Dương tránh giáo Phật Pháp, ban cho chúng sanh thân huệ mạng, suốt đời không quên. Đại Mộng Quy Cho dù nghe được bất kỳ lời lẽ phỉ bán Lão Pháp Sư Tịnh Không, tôi cũng mãi không đánh mất lòng tin đối với Lão Pháp Sư. Tức diệt tham sân si Chí tâm đảnh lễ lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không, đệ tử nhiều năm nay học Phật tiến một lùi ba, uổng phí thời gian. Nhờ lão Pháp Sư viên dung từ bi mà thuyết Pháp, với kẻ hám độn, giáo hóa thật lâu mới có thể quay về. Làm cho con có thể từ từ khế nhập, dần dần an trụ ở Pháp môn niệm Phật. Đệ tử từng vì sự ngu si của mình mà dao động tín tâm đối với lão Pháp Sư, khi thấy các lời lẽ trên mạng. Ở đây phát lồ sám hối, khẩn thỉnh lão Pháp Sư chủ thế lâu dài, thường chuyển Pháp Luân. Thường sám hối Mỗi khi nhìn thấy hình ảnh Lão Pháp Sư giảng kinh, đều cảm giác Lão Pháp Sư rất thân thiện, giống như ông nội tôi vậy. A-di-đà Phật, trong lòng thật sự rất ấm áp. Khổ tận cam lai Lão pháp sư Tịnh Không giảng pháp viên dung, là vị đại đức hiếm thấy, có rất nhiều phàm phu phê bình lão pháp sư, có rất nhiều đại đức tán thán lão pháp sư. Lão pháp sư giảng pháp rất ứng cơ, có người tri thức nghe rồi rất thọ dụng, người không có tri thức nghe xong cũng rất thọ dụng. Người soi mói khuyết điểm nghe xong, vạch ra rất nhiều khuyết điểm. Đầu óc của người soi mói khuyết điểm Thực tế là không thay đổi suy nghĩ, không biết cái gì gọi là ứng cơ. Có nhiều vị đại đức giảng Pháp không ứng cơ lắm, nghe không hiểu. Người soi mói khuyết điểm nghe xong cũng tìm không ra bao nhiêu khuyết điểm cả. V kép xy, v kép n, m a m t f Đảnh lễ Pháp Sư Tịnh Không Thông qua Internet biết được Pháp Sư Tịnh Không nghe Pháp Sư giảng địa tạng kinh, sáng tỏ thông suốt. Trước đây chỉ là mê tín Phật giáo, nghe Pháp Sư giảng kinh xong mới hiểu thế nào là Phật giáo chân chánh, đồng thời tâm sanh hoan hỷ. Sau này còn phải luôn nhận thức Phật Pháp dưới sự chỉ dạy của Pháp Sư, học tập thiện tri thức, còn phải cảm tạ mạng truyền thông được thúc đẩy bởi khoa học kỹ thuật phát triển, có thể phát sóng đến khắp nơi trên thế giới thân ở tại nhà chân không bước ra khỏi cửa thì có thể nghe phật pháp cũng chính là phước phần của người hiện đại về nhà con xem hài hòa cứu vãn nguy cơ liễu phàm tứ huấn của pháp sư xong mới có sự tu hành đúng đắn đối với phật giáo cảm tạ lão pháp sư con không biết kiếp này con có thể được sanh lên cõi người cõi trời không nhưng không có lão pháp sư đời nay còn chắc chắn sẽ đọa ba đường ác zhanqusvdub một hai hai bốn đảnh lễ pháp sư thượng tịnh hạ không lão pháp sư là người đầu tiên dẫn đường con bước vào pháp môn tịnh độ nghe pháp sư giảng kinh khai thị là một sự hưởng thụ cho mọi người tín tâm không gì sánh được Nam Mô A Di Đà Phật. Viễn Sơn Mặt học từng nghi ngờ, nhưng sau này hiểu rõ rồi. Đại sư tịnh không là đại đức chân chánh. Đảnh lễ. Hà coco Cô Cô Chí thành đảnh lễ lão Pháp sư tịnh không. Mặt học cũng hết lòng tin Phật Pháp sau khi xem lão Pháp sư giảng giải vô lượng thọ kinh lưu lạc sanh tử. Trong giới Phật giáo gần đây nổi lên một cơn gió đen công kích pháp sư Tịnh Không. Tuy rằng là số ít yêu ma quỷ quái quấy phá, nhằm che đậy các tín chúng không rõ chân tướng, sự ảnh hưởng của việc làm xấu xa đó không thể xem thường. Suy cho cùng, đây đều là chúng sanh phước mỏng nghiệp nặng đưa đến. Pháp sư Tịnh Không là một vị cao tăng chân chánh sách của ngài tôi đã đọc qua khoảng trên một triệu chữ rồi bề ngoài tác phẩm của pháp sư tuy rằng thông tục trên thực tế đây là hiển hiện của tâm đại bi của ngài phổ lợi quần xanh khác một trời một vực với việc cố làm ra vẻ huyền bí đề cao bản thân những gì ngài nói xuất phát từ tự chứng lượng người y giáo phụng hành không ai không được lợi ích có người vu cáo pháp sư là tà sư thực sự là tự tâm người đó bị tà mê điên đảo. Luận công mà nói, người rộng nhiếp quần xanh trong Phật giáo thời nay như Pháp Sư Tịnh Không thật sự tốt đẹp. Công đức của Pháp Sư cũng cao ngất, hậu thế nên chấp thuận lời tôi nói. Hoàng Thái Cho chúng con dùng tâm trí thành, cùng khẩn thỉnh Pháp Sư Tịnh Không chủ thế, khẩn cầu thiện niệm này có thể cảm thông trời đất cảm thông pháp giới, mãn thiện nguyện của con. Nam mô A Di Đà Phật. Bao la bát ngát. Nguyện lão pháp sư Tịnh Không trụ thế lâu dài ở Diêm Phù Đề, làm cho tất cả chúng sanh đều được vô thượng lợi ích, cứu cánh thành Phật. Ánh trăng trong đêm tối. Mạt học phải nói, kỳ thực ban đầu khi mạt học tiếp xúc Phật pháp cũng do xem hài hòa cứu vãn nguy cơ mới tin nhân quả luân hồi là pháp sư cho mặt học kết duyên với Phật pháp cảm tạ lão pháp sư đảnh lễ liên trì hải hội mặt học nhìn thấy sự kính ngưỡng của pháp sư định hoàng tề tố bình lưu tố vân đối với lão pháp sư tuy rằng xung quanh có tiếng nói phản đối lão pháp sư nhưng con nguy nga bất động theo di đà vãng xanh sau khi mặt học xem giảng nghĩa thái thượng cảm ứng thiên và liễu phàm tứ huấn của pháp sư tịnh không thì bắt đầu học phật tiểu hà nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật khẩn thỉnh lão pháp sư thường trụ thế gian thường truyền pháp luân lợi lạc hữu tình niệm Phật tốt. Khẩn thỉnh pháp sư Tịnh Không đừng đi, trụ thế lâu dài, độ hóa chúng sanh hữu duyên. Niệm niệm tương tục. Chân thành chúc nguyện lão pháp sư Thượng Tịnh Hạ Không mãi trụ nhân gian Hoàng dương chánh pháp. A Di Đà Phật. Mạt học nguyện dùng tuổi thọ 10 năm để lão pháp sư tăng thọ mạt học báo cáo. Khẩn thỉnh Lão Pháp Sư Thượng Tịnh Hạ Không Thường Trụ Thế Gian Hoàng Pháp Lợi Xanh Phổ Độ Chúng Xanh Vô cùng cảm ơn Lão Pháp Sư độ rất nhiều tâm linh của chúng sanh lưu lạc không nơi nương tựa bước vào cửa Phật. Nhận thức Phật Pháp, nhận lời giáo huấn của Phật, tìm được quê nhà đã thất lạc đệ tử quy có thể được người trong nước nhận thức, học tập, nhận được lợi ích, có thể khiến cho bao nhiêu gia đình trong loạn thế trở về hạnh phúc, hài hòa tâm lý, vô cùng mật thiết với sự vất vả cần cù mấy mươi năm của Lão Pháp Sư. Vô cùng cảm ơn Lão Pháp Sư. Lần nữa khẩn thỉnh Lão Pháp Sư trụ thể an khang, trụ lâu ở thế gian. Đại Đạo Huệ Mỗi ngày có thể sống trong những ngày tháng vui vẻ hạnh phúc chính là bắt đầu từ khi biết được lão pháp sư Tịnh Không trên mạng. Ngày tháng trước kia không dám nhớ lại, thật lòng cảm tạ lão pháp sư, cảm tạ Phật Bồ Tát phù hộ A Di Đà Phật. Sáu thời cát tường. Cảm ơn lão pháp sư Tịnh Không từ bi luôn giảng kinh dạy học làm cho vô số chúng sanh phá mê khai ngộ, đi trên con đường tránh giác. Ân đức của ân sư sâu dày, nhiệm vụ quan trọng, chiếu sáng đại địa. Đệ tử trí thành chắp tay đảnh lễ, quỳ thỉnh ân sư trụ thế lâu dài, phổ độ chúng sanh, chuyển đại pháp luân. Chúc nguyện sư phụ thượng nhân pháp thể an khang, sáu thời cát tường. Khẩn thỉnh ân sư trụ thế lâu dài. Nam mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật Nam Mô A Di Đà Phật Xin Rinh Diệu Lâm Quỳ thỉnh thượng nhân tịnh công Từ bi thương xót chúng sanh mê khổ Trụ thế lâu dài A Di Đà Phật Bầu trời sáng A hàm kinh trung lược tập xuất. Thán Đại Phước Điền Chư Tăng Bảo, Đại Phạm Đại Vương Cập Đế Thích, Dĩ Đại Phạm Âm Tán Tăng Bảo, Như Địa Thánh Lao Chư Thần Đẳng, Tán Thán Nhất Thiết Tăng Bảo Chúng, Ngã Mạt Pháp chung Xuất Gia Nhân, Thường Trụ Tăng Bảo Thường Trụ Tăng, Tăng Tán Tăng Cộng Phật Pháp Hưng, trí Cầu Bồ Đề Vi Diệu Quả, Ư Trượt Khổ Ác Thế Giới chung thường tại như lai thanh tịnh chúng. Tạm dịch. Lược tập từ trong A Hàm Kinh, Tán Thán Tăng Bảo Đại Phước Điền, Đại Phạm Đại Vương cùng Đế Thích, dùng Đại Phạm Âm Tán Thán Tăng Bảo, như các thần địa kiên cố, Tán Thán tất cả chúng Tăng Bảo. Người xuất gia trong thời mạt Pháp, thường trụ Tăng Bảo thường trụ Tăng tăng cùng tán tăng Phật pháp hưng quyết cầu quả bồ đề vi diệu ở tại thế giới trượt ác khổ thường ở chúng thanh tịnh như lai cung kính trích từ tán tăng công đức kinh kinh này lấy văn tự chín loại kinh điển hội tập mà thành có hai bản đôn hoàng bổn đại chánh tạng bổn có nhiều vị đại đức trong và ngoài nước Hoàng Dương tán thán kinh này. Chư Pháp bổn tịnh không, vạn hữu tại kỳ trung, đả phá giới hạn địa, vô nhất bất viên dung, khám phá phóng đắc hạ, bình đẳng tâm vô tranh, từ bi vô sân khỏe, tựa xuân băng tiêu dung, tùy duyên đại tự tại, Dụng tâm dĩ chân thành, thời thời sanh hoan hỷ, phiền não tức thành không. Nhất cú di Đà Phật, vạn pháp tại kỳ trung, nhất tâm quy tịnh độ, nhất thông nhất thiết thông.